Lâu quá mới gặp anh luôn á. Như, lúc em gọi anh cũng bất ngờ, anh tưởng là không bao giờ gặp lại em nữa chứ. Thì em lúc nào mà chẳng ở đó. Dạ chị uống gì ạ? Cho một ly cam nha. Dạ. Em lúc nào mà chẳng ở đó, chỉ có anh á là mất tâm mất tích thôi. Với lại bữa nay á, em phải năn nỉ gãy lưỡi anh mà lúc trước làm chung với anh á, năn nỉ gãy lưỡi của anh mới cho em số của anh á. Mà em lên thành phố có chuyện gì không? Thì gặp anh đó. Em nãy giỡn thôi. Em bị anh Cường đánh nè, nên em mới lên Sài Gòn chơi vài bữa. Chồng ở nhà chăm con, chồng biết thế nào là cực. Với lại em lên Sài Gòn để coi nhập hàng về bán luôn. Em tính sống trong cảnh bạo lực gia đình như hoài hả? Bụng quá. Trời, con đau ở đâu? Để, lên đây ngồi nè. Con đau ở đâu? Dạ, con đau nguyên cái bụng. Ủa, hồi sáng con ăn gì rồi? Dạ, hồi sáng con ăn tô bún riêu của ba mua. Con cứ muốn đi cầu hoài. Thôi thôi, ba xin lỗi con. Ba đang chiên trứng cho con kìa. Ê, trứng. Trời. Thôi tiêu rồi. Thôi, để bà lấy thuốc cho con nha. Ba ơi, bà nội đi đâu rồi? Bà nội đi công chuyện rồi. Sao ba không qua nhà ngoại tìm má về? Ba sợ ông ngoại. Ông ngoại giận ba là đúng rồi. Vì nếu ai đánh con, ba cũng ghét người đó. Ba xin lỗi con, ba sẽ sửa. Sau này á, ba sẽ không để ai ăn hiếp và đánh con của ba đâu, nha. Dạ. À, mà thôi, để ba bồng con vô lấy thuốc nha. Dạ. Rồi, con gái của ba. Em thấy số em sao mà hẩm hiu quá à. Phải chi á, mà có ai á đến cứu em thoát khỏi. Mà mọi người dưới quê làm ăn được không em? Thì cũng khá lắm anh. À, mà con Nương á, nó cưới chồng rồi đó. Cái gì? Nhanh vậy sao? Ừ. Thì hồi hôm mà anh về Sài Gòn được 2 bữa là nó ngủ ngay với cái ông có vợ. Xong rồi hả? Lúc mà chia tay được 1 tháng á thì nó cưới thằng kia làm chồng. Có gì đâu lạ. Ừ. Mà sao em thấy á, ai cũng khá hết trơn á. Con mình em á là khốn khó à. Đợt này em lên Sài Gòn á, em cũng muốn nhập hàng về bán. Mà khổ nổi, em đang thiếu tiền nè, không có đủ tiền để nhập hàng. Với lại á, bữa trước Nương nó có nói với em, khi nào mà em gặp anh á thì nhớ xin số của anh cho nó. Em còn thiếu bao nhiêu nữa? Dạ, em thiếu có 5 triệu à. Nè, em cầm trang trải đi. Không cần trả lại anh đâu. Mà cũng không cần phải nói với Nương là gặp anh trên này. Thiệt sự á, nếu mà em không túng thiếu á, em cũng không có dám cầm tiền của anh đâu. Mà anh yên tâm đi, em sẽ không có nói với Nương và Vũ của anh. Mà dạo này anh sao rồi? Cua được em nào mới chưa? Anh chán yêu rồi. Gì? Thiệt không đó? Nói thật với em nha, anh mất niềm tin vào phụ nữ rồi. Tin được không đó trời? À, anh có cuộc hẹn quan trọng. Chắc là hôm nay không nói chuyện với em nhiều được. Hẹn lần sau anh em mình nói chuyện nhiều hơn nha. Ừ, vậy thôi anh đi trước đi. Em ngồi đây chờ bạn luôn. Để em tính tiền cho. Đi nha.
Thôi nội con đi. Ừ, nè, nghe bà nội dặn nè. Về nhà học bài xong rồi nhớ ngủ sớm, không có thức khuya nha. Rồi dạ. Vài bữa về lại với nội ha. Dạ. Vậy chừng nào má về, con ở nhà với má nha nội. Má con dặn vậy á hả? Dạ không có. Nè. Dạ. Có gọi điện thoại về bển rồi coi coi tình hình vợ con sao chưa? Thì con cũng muốn lắm. Nhưng mà giờ chắc vợ con chưa về đâu má. Với lại mấy ngày nay cơ quan con bận nhiều việc lắm. Hôm nay con cũng phải lên chảnh rồi. Mà chắc cũng vài ngày nữa giờ con về thôi à. Thôi con chở bé Nhí về bển ạ. Đi con. Về nhớ ngoan với ông ngoại nha không? Dạ. Ừ. Ok Năm, vậy anh cứ tiếp tục tìm người đi nha. Ừ. Chào cô. Hôm nay cô đẹp lắm. Đừng có đó tán tỉnh tôi nữa, vô chuyện chính đi. Chuyện chính của tôi xong rồi. Là sao? Chuyện chính của tôi là gặp cô đó. Cho em hỏi anh muốn dùng gì à? Cho anh một ly cà phê đá. Dạ. Nè, tôi không có rảnh để tới đây cho anh tán tỉnh tôi đâu nha. Tôi muốn giải quyết dứt khoát với anh một lần để khỏi nợ nần gì nữa. Đừng có làm phiền tôi nữa, ok?